Xin kính chào tất cả mọi người, rất vui lại được gặp lại các bạn trong những chuỗi video chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, tôi rất biết chắc khi các bạn đang xem video clip này, tức là các bạn đang có một mong muốn, một khao khát có thể học tập được tiếng Anh nói riêng và bất kỳ thứ ngoại ngữ nói chung nào một cách tốt nhất và một cách hiệu quả nhất, đúng không ạ? Và xin chúc mừng các bạn, bởi vì tôi sẽ giúp các bạn làm được điều đó. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì bản thân tôi cũng là một người vô cùng đam mê ngoại ngữ. Tôi rất thích tiếng Anh. Trong quá khứ tôi đã dành rất nhiều thời gian để học ngoại ngữ theo những cách truyền thống. Tôi đã được học ngoại ngữ từ năm cấp 2, hết năm cấp 2 học đại học. Và đa số các bạn cũng đã như vậy, đúng không ạ? Và sau đó tiếp tục ra trường đi làm, tôi lại tự trau dồi ngoại ngữ tiếp. Và tôi nhớ là trong những thời điểm những năm 2012 đấy, tôi đã từng ngồi lì trên máy tính từ tầm độ 6 giờ chiều đến qua 24 giờ đêm để tôi làm những bài test, để tôi có thể qua được những bài kiểm tra quý ngoại ngữ của cái trang web, một cái trang web là trang hellochao.vn ấy. Các bạn có vẫn truy cập bây giờ, hiện tại trang web đó vẫn đang truy cập được. Tôi đã học ngoại ngữ theo cách truyền thống như vậy: viết, ghi chép, đánh vần, ghép từ, ghép câu, chia động từ to be, ghép hoàn thành câu, nhớ từ mới, vân vân. Nhưng ai trong số các bạn đang xem video clip này của tôi đã giống tôi là mình đã dành rất nhiều công sức thời gian cho nó, tuy nhiên hiệu quả lại không đạt được như mình mong muốn ạ, đúng không ạ? Tôi cũng vậy. Và trong vòng gần một năm gần đây, bản thân tôi đã tìm ra một phương pháp học ngoại ngữ mới vô cùng tuyệt vời. Tôi đã học tập, tôi đã áp dụng và tôi đã có những hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Tất cả những thời gian học tập trong thời gian qua của tôi, nó hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với hơn 20 năm học tập ngoại ngữ vừa qua của tôi. Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ với các bạn để cho các bạn học tập ngoại ngữ tốt hơn. Và các bạn hãy xem những video clip trước của tôi trên kênh YouTube của tôi, thì tôi đã chỉ cho các bạn cách học ngoại ngữ chính xác nhất như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta hãy học tiếng Anh theo cái cách mà chúng ta được học tiếng Việt ấy, thì đó sẽ là cách mà chúng ta học tự nhiên nhất và sẽ không bao giờ quên được, đúng không ạ? Bao nhiêu cho các bạn là không thể quên được tiếng Việt ạ? Bởi vì sao ạ? Chúng ta có khoảng một thời gian gì ạ? Nghe ngấm, gọi là input ạ. Không đến 2 tuổi không biết nói, đúng không ạ? Chúng ta nghe ngấm, chúng ta nạp dữ liệu nó vào đầu của chúng ta rồi. Đến năm 2 tuổi chúng ta mới phát bộ âm nó ra, phát bộ âm tiếng Việt của tiếng mẹ đẻ của chúng ta ra, đúng không ạ? Bộ âm tiếng Việt của miền Bắc khác, bộ âm tiếng Việt của miền Trung khác, bộ âm tiếng Việt của miền Nam cũng khác, đúng không ạ? Chúng ta đang học cái bộ âm tiếng mẹ đẻ của mình, học rất nhiều năm, đúng không ạ? Chúng ta vừa học bộ âm đó mà chúng ta vừa học tập để chúng ta gì ạ? Biết ngữ nghĩa của các từ và ghép các nói, các câu, các từ đơn ghép thành các từ ghép, các câu đơn, câu ghép, câu phức, đúng không ạ? Đó cũng chính là quá trình học ngoại ngữ của chúng ta đấy. Để học tốt tiếng Anh, các bạn hãy trải qua những chu kỳ như vậy, đúng không ạ? Và đến năm chúng ta vào lớp 1 thì chúng ta mới bắt đầu gì ạ? Học bảng chữ cái a, a ứ, bờ, cờ, giờ, đờ, vân vân, đúng không ạ? Lúc đó chúng ta mới cần biết là chữ bố, chữ mẹ mà chúng ta nói hàng ngày, viết như là đánh vần như nào, phát âm như thế nào. Trong khi với cách học truyền thống thì chúng ta làm gì ạ? Chưa biết một chút gì cả, chưa có một tí gì là input cả. Chưa có một tí gì bộ âm của tiếng bản xứ mẹ đẻ cả. Mà chúng ta lại học bản chữ cái ngay, chúng ta làm điều đó ngay. Thì theo các bạn nó có hợp lý không ạ? Các bạn có muốn học ngoại ngữ theo cái cách mà chúng ta học tiếng Việt không ạ? Muốn biết không ạ? Biết chưa? Các bạn có tin là nếu học như vậy thì bạn sẽ thì cái tiếng Anh của bạn cũng sẽ trôi chảy, cũng sẽ lưu loát như tiếng Việt không ạ? Nếu các bạn muốn biết, các bạn muốn thực sự muốn biết thì hãy comment, hãy follow, hãy subscribe kênh của tôi. Tôi đã có những video clip khác chia sẻ rất tuyệt vời dành cho các bạn. Còn bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng phương pháp học tập mà tôi đang nói với các bạn, nó sẽ trải qua tất cả những quá trình mà các bạn đang học tập tiếng Việt của mình, đã đang học từ tiếng Việt của mình. Các bạn lưu ý điều đó. Nhưng với bộ não của người lớn, chúng ta sẽ chỉ mất đến 1 năm thôi để chúng ta trải qua tất cả quá trình input, nạp bộ âm tiếng Anh Mỹ của mình, quá trình luyện cái bộ âm tiếng Anh Mỹ chuẩn của mình và quá trình chúng ta nạp ngữ của từ, chúng ta tập nói, chúng ta tập phiên dịch, vân vân. Đó mới là một quá trình chính xác. Các bạn có thể dành được mất 1 năm, hoặc các bạn có thể là cần ngắn hơn 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, hoặc
các bạn cũng có thể cần thời gian lâu hơn ạ, 1 năm, 1 năm 2 tháng, 1 năm rưỡi, thậm chí 2 năm, vân vân. Bởi sao tôi nói như vậy ạ? Bởi vì ạ, tất cả thành quả các bạn muốn có được thì bạn cần gì ạ? Cần nỗ lực của chính các bạn trước, đúng không ạ? Cần các bạn nỗ lực trước. Không có một người giáo viên nào tuyệt vời trên thế giới này có thể là nhồi nhét tất cả kiến thức vào đầu các bạn nếu như các bạn không là người học hành thật sự nghiêm túc, đúng không ạ? Các bạn dành thật nhiều thời gian cho tiếng Anh thì các bạn sẽ biết nói nhanh hơn, và ngược lại, đúng không ạ? Và các bạn có đồng ý với tôi rằng những người giáo viên, những người leader, những người đồng hành giúp các bạn học tập thì sẽ có những vai trò của họ nó sẽ rơi vào tầm độ 30% trong quá trình học tập của các bạn, đúng không ạ? Còn phần lớn thời gian còn lại, phần lớn cái khả năng còn lại của các bạn, 70% của các bạn phụ thuộc vào người học, đúng không ạ? Học tiếng Anh là một quá trình cần sự kiên trì, bền bỉ và không được nghỉ ngày nào. Bản thân tôi, trong vòng hơn 8 tháng, gần 9 tháng qua, tôi không có nghỉ bất kỳ nào hết. Và các bạn có muốn có được cái đam mê như vậy không ạ? Không nghỉ một ngày nào để học tập không ạ? Điều đó có tuyệt vời không ạ? Và các bạn có tin là điều đó sẽ rất tuyệt vời không ạ? Dạ, đúng không ạ? Và nếu như các bạn thực sự thấy cái phương pháp học tập này, nó là như tôi đã chia sẻ, nó là nghiêm túc, nó là hiệu quả, các bạn đã cảm nhận được rằng cái cách học tập này rất là thông minh rồi, thì các bạn hãy đăng ký với tôi, hãy đăng ký cái khóa học tìm hiểu về cái phương pháp học tập này mà tôi vẫn hay gọi đây là khóa học nền tảng ạ. Bởi vì nó sẽ giải thích cho các bạn tất cả những thứ tôi vừa nói một cách sâu xa nhất, một cách khoa học nhất, một cách bài bản nhất. Bởi vì đây là công trình nghiên cứu trong vòng 5 năm trời của những chuyên gia của chương trình rồi, 5 năm. Với bao nhiêu cuốn sách, họ đọc được hàng trăm cuốn sách, hàng trăm những thần đồng ngoại ngữ họ đã được nghiên cứu về họ và đúc kết lại như vậy. Chính vì vậy, tất cả những kiến thức đó tôi sẽ không để chia sẻ cho các bạn trong một cái bộ video nó chỉ có độ 5-10 phút này được, nó đều không thể ạ. Mà chương trình đã có những cái bài giảng có sẵn cho các bạn có thể học tập, có thể tìm hiểu được cụ thể, chi tiết cách học ngoại ngữ tốt nhất là như thế nào. Và các bạn cần dành thời gian cho nó, hãy nghiên cứu với nó. Dành từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ để nghiên cứu với nó. Thật sự nghiêm túc. Chỉ có những ai thực sự nghiêm túc muốn học ngoại ngữ và liên lạc với tôi thì tôi chắc chắn tôi sẽ gửi cho bạn cái link video ngày hôm nay của tôi để các bạn truyền đạt từ tôi sẽ để truyền đạt cho các bạn những điều mà tôi muốn chia sẻ. Các bạn hãy nghiêm túc học tập và nghiêm túc đăng ký khoa học đó. Tôi đã nảy ra ý định tôi làm video này bởi vì sao? Có quá nhiều các bạn đang hỏi tôi. Hiện tại bây giờ có đến hàng trăm. Tôi nhìn những cái lượt comment của các bạn, tôi tính sơ sơ đã là gần 500 lượt comment quan tâm rồi. Tôi không là đủ sức tôi nhắn tin cho từng bạn như vậy được. Và tôi sẽ làm những video này tôi chia sẻ với các bạn như thế. Điều tôi mong muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn hãy đăng ký học khóa học đó. Và chúng tôi quyết định là khóa học đó chúng tôi sẽ không tặng miễn phí cho bất kỳ ai nữa cả. Bởi vì sao ạ? Vì tôi thực sự tìm những người cần học tập, ham học tập và muốn học tập. Nếu tặng miễn phí cho bất kỳ ai, mọi người sẽ không tôn trọng khóa học của chúng tôi. Chúng tôi đã gặp những trường hợp như vậy rồi. Tặng miễn phí, họ không tôn trọng, họ không học cái nhiều hành nghiêm túc và kết quả học tập của họ không đạt đến đâu cả. Nên chương trình này là một chương trình tuyệt vời, nhưng sẽ chỉ dành cho những người tuyệt vời hơn là những người thật sự là cần thôi. Nếu như các bạn thực sự cần, các bạn hãy đăng ký khóa học đó, chỉ với 200.000 đồng thôi, 200k thôi. Các bạn có thể học xong, các bạn có thể tự áp dụng cho việc học ngoại ngữ của các bạn. Và khi học xong, các bạn cần thắc mắc, các bạn cần tài liệu, lúc đó chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho các bạn. Chúng tôi chỉ cung cấp cho các bạn sau khi các bạn đã đăng ký, đã học tập xong khóa học đó. Bởi vì khi học tập xong, các bạn sẽ có một cái mindset mới, một cái niềm tin về học tập để các bạn theo học được. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Và một lần nữa, nếu như các bạn thực sự khao khát, thật sự mong muốn dùng tiếng Anh để đổi đời của đời của mình, để có thể tăng rất nhiều lần thu nhập của mình, để có thể được đề bạt vào những vị trí mà cần đến ngoại ngữ, hoặc giả để có thể là đồng hành cùng con cái mình trong quá trình học tập ngoại ngữ nữa, thì các bạn hãy đăng ký học tập khóa nền tảng đó của chúng tôi. Và sau khóa nền tảng này, tôi tin chắc rằng bạn sẽ như rất nhiều các bố mẹ, những phụ huynh khác và những người đi làm khác, chắc chắn sẽ mong muốn được học tập, được trải nghiệm với cách học tập ngoại ngữ siêu đẳng của những thần đồng ngoại ngữ này. Chúc tất cả các bạn sớm đạt được ước mơ học tập ngoại ngữ thật tốt của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.